Chào các em học sinh thân yêu, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Ngọc Lợi, giáo viên trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn tập làm văn lớp 3, tuần 14, đó là bài giới thiệu hoạt động. Và sau đây cô trò chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học nhé. Trước khi bước vào tiết học, cô và các em cùng xác định mục tiêu của bài học này các em nhé. Mục tiêu đầu tiên, dựa vào gợi ý, kể lại được những hoạt động của tổ trong tháng vừa qua. Mục tiêu thứ hai, viết lại được những điều đã kể vào vở bài tập, chú ý cách dùng từ đặt câu. Sau đây, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Các em hãy cho cô biết một bức thư gồm có những phần nào? Đúng rồi các em ạ, một bức thư gồm có 4 phần. Thứ nhất là đầu thư. Phần thứ hai là lý do viết thư. Phần thứ ba là nội dung viết thư. Và phần cuối cùng đó là cuối thư. Vậy khi viết một lá thư, các em hãy nhớ cho cô, chúng ta cần phải viết đủ 4 phần chính các em nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, trang 120. Cô có đề bài: hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp. Chúng ta cùng phân tích đề bài này các em nhé. Đề bài yêu cầu các em làm gì? Đó là yêu cầu chúng ta giới thiệu. Giới thiệu về gì các em? Đó là giới thiệu về tổ của em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua. Giới thiệu với ai? Giới thiệu với một đoàn khách đến thăm lớp các em nhé. Rồi các em đã rõ yêu cầu của bài chưa nào? Cô có những gợi ý sau đây. Tổ em gồm những bạn nào? Các bạn là người dân tộc nào? B. Mỗi bạn có đặc điểm gì nổi bật? C. Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt? Cô có 3 gợi ý, đúng không các em? Thì các em hãy dựa vào 3 gợi ý này để các em trả lời. Sau đây là nội dung cần giới thiệu. Tổ em
giới thiệu về các thành viên trong tổ, nói những điểm tốt và điểm riêng trong tính nết của mỗi bạn, những việc tốt các bạn đã làm. Đó là các em hãy giới thiệu về tổ của em, về những điểm tốt, về tính tình, tính nết của mỗi bạn. Tiếp theo là hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua, gồm các mặt học tập, lao động, tham gia các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao và vân vân. Thì các em hãy nêu ra những cái hoạt động trong tổ của mình về học tập nè, lao động hoặc là những các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao. Đó là nội dung mà các em cần giới thiệu. Cô mời các em quan sát tranh cùng với cô nào. Các em hãy cho cô biết đây là hoạt động gì? À đúng rồi, đây là hoạt động nuôi heo đất của các bạn học sinh các em ạ. Các em có biết hoạt động nuôi heo đất là gì không? À, đó là nuôi heo đất để gây quỹ. Lấy quỹ đó để làm gì các em? À, để giúp đỡ một bạn nào đó gặp khó khăn trong lớp của mình. Chúng ta lấy quỹ trong heo này để giúp đỡ bạn. Hoặc là chúng ta lấy quỹ đó để tổ chức một hoạt động văn nghệ nào đó cho lớp của mình. Bức tranh tiếp theo, các em hãy cho cô biết các bạn học sinh đang làm gì? Đúng rồi các em, các bạn học sinh đang quét rác, đúng không nào? À, các bạn đang quét rác ở đâu các em? Đó là bia tưởng niệm. Các bạn đang quét dọn lau chùi sạch sẽ bia tưởng niệm. Bia tưởng niệm là nơi để tưởng nhớ đến những vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước của chúng ta ngày xưa. Cho nên chúng ta cần phải quét dọn sạch sẽ nơi tưởng niệm. Đó cũng là một hoạt động. Cô mời các em cùng quan sát bức tranh tiếp theo. Các em hãy cho cô biết đây là hoạt động gì của các bạn học sinh các em? Đúng rồi, đó là hoạt động ca múa nhạc của các bạn học sinh trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 các em ạ. Cô mời các em quan sát tiếp tục bức tranh tiếp theo. Các em hãy cho cô biết tranh này vẽ cảnh gì? Đây là các bạn học sinh đang chăm sóc bồn hoa của lớp mình, đang lau chùi bồn hoa cho sạch sẽ, đúng không các em ạ? Đó cũng là một hoạt động của các bạn học sinh. Và tiếp theo, các em hãy cho cô biết đây là hoạt động gì? À, đây là hoạt động viết bài của các bạn học sinh, đúng không các em?
các bạn đang chăm chú viết bài. Cô vừa giới thiệu với các em một số hoạt động của các bạn học sinh. Và sau đây, cô mời các em cùng trả lời các câu hỏi gợi ý các em nhé. Đầu tiên là câu A. Tổ em gồm những bạn nào? Các bạn là người dân tộc nào? À, ở câu A này, các con hãy trả lời hai ý cho cô. Ý thứ nhất là tổ em gồm những bạn nào? Thì các em hãy liệt kê tên của các bạn trong tổ mình ra. Và sau đó, các bạn là người dân tộc nào? À, trong lớp của chúng ta có thể là các bạn thuộc những dân tộc khác nhau, dân tộc Kinh, dân tộc Khmer chẳng hạn. Thì các em hãy liệt kê ra. À, dưới đây là ví dụ của cô. Cô mời các em cùng quan sát và nghe cô đọc nhé. Tổ em là tổ 1, gồm có bạn An, Đức, Huy và cuối cùng là em. Các bạn ấy đều là dân tộc Kinh. Thì ở đây, chỗ dấu ba chấm đó, các em hãy liệt kê hết tên của các bạn trong tổ mình ra các em nhé. Câu B, mỗi bạn có đặc điểm gì nổi bật? Có nghĩa là sao các em? À, ở đây các em hãy viết những điểm nổi bật của các bạn. Đó là những điểm tốt, những điểm mà chúng ta cần phải học hỏi và noi theo các em ạ. Thì các em hãy liệt kê ra. Dưới đây là ví dụ của cô. Trong tổ, mỗi bạn đều có một đặc điểm riêng. Bạn An vẽ rất đẹp. Bạn Đức chơi đá cầu rất hay và được chọn làm nhóm trưởng của đội trong tổ. Còn bạn Huy học rất giỏi môn tiếng Việt và viết chữ rất đẹp. Bạn chấm chấm chấm. Ở chỗ này, các em hãy liệt kê thêm những điểm nổi bật của những bạn còn lại ở trong tổ mình ra hết các em nhé. Các bạn đó có điểm gì nổi bật thì các em viết ra. Câu C. Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt? Có nghĩa là sao các em? Là trong tháng vừa qua đó, các bạn trong tổ của mình đã làm được những việc nào tốt, ý nghĩa? Thì các em hãy viết ra, liệt kê ra từng bạn một. Và dưới đây là ví dụ của cô. Cô mời các em cùng nghe cô đọc nhé. Tháng vừa qua, tổ em làm được rất nhiều việc tốt. Sáng nào, các bạn cũng phân công trực nhật lớp. Mỗi bạn một việc. Bạn An lau bảng. Bạn Tú đi giặt khăn. Bạn Lan quét lớp. Bạn Hoa tưới cây, vân vân. Còn những bạn nào trong tổ của mình đó thì các em hãy kể tiếp ra những việc tốt của bạn đó. Được chưa nào? Ngoài ra, các bạn còn thường hay giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn An kèm bạn Tú giỏi môn toán hơn. Còn em giúp bạn Đức viết chữ đẹp hơn. Chấm chấm chấm. Là còn nữa, các em hãy kể thêm những bạn khác vào, những bạn trong tổ của mình đó các em nhé. Tổ em rất đoàn kết với nhau. Em rất thích
Tổ em, chúng em đã hứa cả tổ sẽ phấn đấu là. Là gì các em? Là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan, bác hồ chẳng hạn. Tổ các em muốn hứa để phấn đấu về điều gì thì các em hãy viết ra các em nhé. Các em vừa nghe cô ví dụ những câu hỏi, trả lời được những câu hỏi đó rồi, thì bây giờ cô sẽ mời các em cùng nhau thực hành. Các em hãy tự mình viết lại câu trả lời vào vở bài tập của mình. Được chưa nào? Rồi cô mời các em cùng viết vào vở nhé. Sau khi viết xong thì các em nên nhận xét lại bài viết của mình. Cô có những gợi ý nhận xét sau đây. Thứ nhất, đã viết đủ ý chưa? Thì các em xem coi nào, các em đã trả lời đủ các câu hỏi đó chưa? Và thứ hai, chú ý lỗi chính tả, dùng từ đặt câu. Ở đây các em hãy xem lại toàn bài của mình có sai lỗi chính tả hay không để chúng ta sửa lại, và xem cách dùng từ đặt câu có đúng chưa, có hay chưa các em nhé. Cô tin rằng là các em sẽ viết tốt bài viết của mình nè. Sang phần củng cố dặn dò, các em hãy hoàn thành vở bài tập và xem trước bài, nghe kể, giấu cày, giới thiệu về tổ em các em nhé, để cho tiết học hôm sau chúng ta học tốt hơn. Tiết học đến đây đã kết thúc rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô chào các em nhé.